Chiều 20 tháng 12 tại Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến thăm làm việc với Học viện Quốc phòng. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo chỉ huy một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Tại Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thăm phòng truyền thống cùng hệ thống cơ sở vật chất, nghe báo cáo khái quát lịch sử hình thành, phát triển, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Học viện thời gian qua, trọng tâm là năm 2023. Phát biểu trao đổi trò chuyện thân mật với lãnh đạo và cán bộ học viên Học viện Quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá trị to lớn của hòa bình, tranh thủ thông báo khái quát tình hình quốc tế khu vực, từ đó khẳng định vai trò quan trọng của Học viện Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay biểu dương sự nỗ lực phân đấu và thành tích của cán bộ giảng viên học viên nhân viên chiến sĩ học viện quốc phòng những năm qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính gợi mở một số vấn đề trọng tâm yêu cầu học viện quốc phòng cần đặc biệt quan tâm nắm bắt nghiên cứu đưa vào chương trình giảng dạy trong thời gian tới trong đó cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ nhất là cán bộ cấp chiến dịch chiến lược của quân đội cán bộ cấp chiến lược của đảng nhà nước tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo cán bộ chiến dịch chiến lược của quân đội, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ của Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang. Nội dung đào tạo phải sát với nhiệm vụ quốc phòng an ninh của đất nước, sự phát triển của quân đội, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức chiến tranh hiện nay, đảm bảo sâu sắc về lý luận, phong phú về thực tiễn, cập nhật bổ sung kiến thức lý luận, thông tin mới về khoa học quân sự hiện đại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Đảng ủy ban giám đốc Học viện Quốc phòng cần chú trọng xây dựng các cấp ủy tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng học viện vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu. Đối với các học viên cần nhận thức rõ vinh dự, tự hào và trách nhiệm khi được học tập, nghiên cứu, rèn luyện tại Học viện Quốc phòng từ đó nỗ lực tích cực chủ động sáng tạo trong học tập rèn luyện nghiên cứu chấp hành nghiêm quy định huấn luyện đào tạo phát huy vận dụng sáng tạo kiến thức đã học để đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quân đội xây dựng và bảo vệ tổ quốc với truyền thống vẻ vang cùng với đội ngũ cán bộ giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi bản lĩnh chính trị vững vàng tâm huyết trách nhiệm thủ tướng chính phủ phạm minh chính tin tưởng học viện quốc phòng sẽ tiếp tục đổi mới phát triển mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đảng nhà nước quân đội tin cậy giao phó đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới